Trước tình trạng việc khai cam kết phòng dịch đang gây ra một số bất cập như tập trung đông người khi hành khách kê khai thông tin tại nhà ga sân bay, nguy cơ làm chậm giờ khởi hành. Bộ Giao thông Vận tải đã ký công văn yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dừng yêu cầu hành khách đi máy bay và đi tàu, kê khai bản cam kết phòng chống dịch COVID-19. Thay vào đó, hành khách tiếp tục thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại ứng dụng PC COVID -19 mục khai báo di chuyển nội địa và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm dịch bệnh